đó, nguyên bầy của biển kìa, không thấy vậy kìa, kìa tha hồ giá kìa, coi kìa, quá trời ông cậu ơi, dữ lắm rồi. Rồi nguyên bầy của biển đây kìa, bỏ đi. Chết rồi, làm như mấy con cá thì còn tồn nó nhiều hơn. Đó, còn tồn có cửa. Mắc rồi, đâu rồi? Còn đó. Đó, đó, đó. Nó vô đó không ta? Đó, kẻ nằm phơi thay vô đó kìa. Kìa, phơi thay trước kìa. Nó nằm nó đợi ông đến kìa, nó kêu đến đưa nó lên xuồng đi. Thấy không? Nó đó. Không, con đó lâu rồi. Đó, à. Đó, con gì vậy con rùa? Đó, nguyên bầy của biển luôn kìa, không thấy vậy kìa, kìa tha hồ vớt kìa, coi kìa, quá trời ông cậu ơi, dữ lắm rồi. Dữ dằn như trời, coi kìa. Mạnh mạnh đó là nó nổi lên rồi à. Dạo đi, dạo đi, ừ, dạo đi. Quá trời của biển rồi. Ông nội nhà chui nữa đây chứ. Ta đang vớt của biển mà chui chui lại hả? Quá dữ rồi. Rồi đó, chỗ đó hai con nó kìa, thịt lên kìa, kìa, ba bốn con luôn rồi. Ừ. Dạo dạo nổi lên nè. Cái gì chạy kìa. Kìa, ok. Dạo vậy là nó nổi thành thịt lên. Quá trời ơi. Dữ dằn cái biển chỗ này thôi. Cái này nhưng mà mình có cái chỗ bán cá được gì ha, cái qua năm suốt tháng cái đi mua vuông gì tác không gì không ngon khỏi đi làm gì hết. Ừ, mua tác không làm cái gì dạ. Rồi nguyên bay của biển đó kìa, bỏ đi. Này này hồi đem chồng bán bộn tiền rồi đó. Đó lụm mấy cá bự lên ông cậu, cá bự biển bự kìa. Ta đang chích đằng này mà ổng ở cả nhà chơi.